Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên giấc ngủ con neo 79 anh em. Với 450 vào làm phát được quả miễn phí 10 lượt quay anh em ạ. Xem phát này lãi lời như thế nào nha anh em. Cũng mong rằng mở bát tay đầu là phải rực rỡ anh em ạ. Nổ được bao nhiêu vậy? Ngon đấy anh em ạ. Đúng rồi. Làm quả x1000 đi. Đồ lại được 18 lượt quay miễn phí anh em ạ. Pha này khả năng sẽ nổ to đây anh em. Nổ mắc win đi. Đấy. Anh em xem video thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Còn anh em nào muốn đăng ký con Neo 79 thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký anh em. Khi anh em đăng ký, anh em sẽ nhận được 39k để trải nghiệm miễn phí anh em. Còn khuyến mại nặng đầu là con game Neo 79 này là 100% nha anh em, nặng 1 được 2 anh em ạ. Nào, nổ quả mắc win nào. Được có 7 củ 7 anh em ạ. Còn 7 lượt nữa. Sao xịt vậy? Khả năng mõm anh em ạ. Nhân 3 mà không ra gì luôn chứ. Pha này được bao nhiêu vậy? Nhân 4 anh em ạ. Nhân 6 này. Được một củ 6. X10 pha này không ra gì. Ok anh em, tiếp tục quay tiếp. Quay tay xem vận may của đêm mình. Lại được miễn phí 15 lượt quay đấy mọi người. Ui trời ơi, lại nhìn xuống nhỉ. Con Neo 79 này có thật gần 1000 cái slot quay nổ hũ anh em ạ. Được 6 củ rưỡi anh em ạ. Vốn sáng nay là 50, máy quay quay lên được 50. Giờ mà lên 75 là ngon nhỉ. 75 là ngon nhỉ. Qua tích cái hũ bên này ăn được 2 lít, gần 2 lít. Quay min cực của nó là 500 thôi mà nổ mắc queen khá ngon đấy. 5 lít. Lên 75 chốt là vừa anh em ạ. Này cố gắng chuyển lên 100 là mình rút 50 để lại 20, này chuyển tiếp rút 80 để lại 20 chuyển tiếp. Năm quả bắt win xem nó phê cớ nào lại được miễn phí 15 lượt quay anh em ạ. Pha này xem có ngon không nhá. Lối vậy. Còn 9 lượt. Nổ nào. Ui xài ơi. Thế này ăn thua đếch gì anh em. May hú này có vẻ không ổn anh em ạ. Tình hình là vẫn có lời nhá. Chưa biết là lỗ thế nào cả. X4 này.
nhưng mà được ít quá anh em ạ. Bạn ấy cái hai à, x 9 à, ba à, hai của 9 tổng là à, được bao nhiêu được bấy nhiêu anh em ạ. Muốn thi đâu này kiếm 1 2 chục. Như anh em không có vốn được cái khuyến mại 100% nạp đầu kia cũng ngon, là một cục được hai cục ngon, vấn đề đấy thôi. Lại còn nếu 79 này mấy cú rồi thì nhá, nó không hút máu. Khi anh em bảo đúng cái hú thì anh em sẽ rơi bơ đấy. Quay nhỏ thôi, nó nổ mắc queen cả mạch đi. Quay mỏi tay quá, làm 50 lượt nếu mà không ăn thì nghỉ. Quay tốc độ rồi. Còn nếu 79 này quay cái thần thái 6.750 thì kinh tế đừng có bảo xuống dưới 50 nữa là bố mồm nhá. Đúng như vậy. Lên xuống lại lên. Đâu mười phát nào, phát này được bao nhiêu? Hai ít vậy, được một khoảng dưới. À, phát này của hai nhân đi, nhân đi đúng rồi, lên lên nhân đi. Ui không có anh em, đen đủ rồi ấy, nó nhân phát thì ngon. Cố gắng xem lên lại bao nhiêu cho mấy nhiêu cho nó kịp. Nào và nó ăn to thì nó không nhân cho mình luôn. Thêm cay. Đồ băng này u thứ hai. Đấy là để đâu bất ngờ với thêm 2-3 phút hạn giờ. Được quả miễn phí và đang được quay nữa. Đi nào. Có vẻ là hôm nay là không cho mình ok rồi. Tiếp tục 50 lượt. Chẳng là ra đảo anh em. Máu đấy nhà hôm nay. Làm thế nào để lên được như nãy đấy, 69. X4 pha này.
40 này anh em ơi. Con này X40 này được bao nhiêu vậy? Đồ má, nó đổ big win luôn chứ anh em ạ. Big win luôn chứ, may quá. Một pha mày 20.000. Đồ quả mày big win. Nhân 40 pha đây. Nhân nào, tiếp tục nhân phát nào. Vì đéo có nhân. Lên 70 à. Nhân nào, 3 hay dưới 70 anh em ơi. Còn nổ nữa anh em ạ, à. Định bảo nghỉ đấy. Đang dự tính là mày ơi, dạy chốt được quả miễn phí. Mày đang được quay x2 và này. Và này chắc cũng nổ được khắc khá lên. Chắc nổ được cũng khắc khá đấy. Ngon anh em ạ, à. Hôm nay là ngon rồi. Tưởng ra đảo, ai ngờ lại cho mình về rực rỡ anh em ạ. Còn 11 lượt nữa. Nào, lên nào, lên full màn nào. Khả năng được 5 củ 6 là cùng. X7 à. Vẫn còn chế ít anh em ạ. May quá nó còn hút của mình thì cũng đẹp rồi. Lên 77 này. Làm hết 24 lượt này. Nếu mà không ra sản phẩm nữa, bố mày chốt nghỉ rút 50. Để lại 50. À để lại cái này lẻ. Mai chuyển tiếp. Hoặc tối lên dịch tiếp. 19, liệu quay được hết 19 này không? Mà xịt nhiều tay là chuẩn. X2. Rồi. X7 á, X5. X2. Quay tay đi. Chốt 75 này. Chốt 75. Ok anh em nhé, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn anh em ở kênh video sau. Nếu anh em có quay phủ con Neo 79 thì mình chúc anh em may mắn chiến thắng nhanh nhé. Bye bye anh em.